hội thảo giải pháp công nghệ sàn phẳng lợi rộng SVRO Sài Gòn ngày 14 tháng 12 năm 2018. Trước khi nghe tiến sĩ Mai Hồng Quân trả lời một số chất vấn của khách mời và đối tác, chúng ta cùng xem một số hình ảnh hoạt động của hội thảo. Trả lời chất vấn của tiến sĩ Mai Hồng Quân về giải pháp sàn phẳng lợi rộng SVRO. Các bạn bấm nút CC để xem phần phụ đề nhé. Và lập tức khi mà nó co lại thì cách ngay được. Ngoài ra, mong sao cái nét chúng ta bảo là bảo vệ cho nó kết nối bảo vệ chúng. Và đây xin kính hỏi thầy giải thích rõ hơn về sốt không cháy. Một câu hỏi vừa rồi đúng là hai tỷ về kinh nghiệm thì nó được nó không cháy. Thầy cho biết cái sàn VO với sàn Facebook thì VO có ý nghĩa gì? Câu hỏi là thì tôi nghĩ là nó là tốt sàn Facebook như ta đổi các thầy chúng tôi nghe đó là một cái chương trình rất là thông minh. Họ dùng cái chợ cũng được mà đổi bê tông thì đổi bê tông cũng không có kín ở bên trong và nó làm cho nó ngăn cái bê tông gì nó không khơi lên được. Và họ không cần những việc đã tốn rồi biết thì là họ nhà nhưng mà nó cũng có như thế của bà lũ thế là thực sự là nó là thực tế như thế luôn nó rất là mang tính thế qua đâu qua thì đi câu thì vẫn có cái hiện tượng ở đây tôi chưa được không làm được rồi và nó làm cho cái tư tưởng nặng nó vẫn có cái hiện tượng đấy không được gì. Mặc dù đấy là một trong những phát minh này tôi rất là thông minh nhưng lại có những điều gì đó mà thực ra đối với tôi thì những cái tấu tôi không biết nhiều lắm không phải vì tôi cảm tôi là tác giả của bản đề tôi biết đã là quốc gia thì phải tất cả mọi đã là quốc gia thì phải là điểm kết quả để đâm thì đến đâu xuống đâm đến đâu lại tạo thì nó mới gì thì nó mới là cái gì đâm nó gì nó bắt một khoảng hở nó gì chúng tôi đây ta dùng ý là cái cả lũ cũng quan sát những người đổi hai lần để đặt cái thông tin cô thì phải để cái gì cái đó là thằng là nếu như có cái gì một cách hòa nếu có cái gì một cách hòa thì cũng giảm thiểu được các cái hạn chế của bản thân sản phẩm kia đây là cái câu hỏi tôi vừa nghe. Chính là một cái vũ tràng, nếu có cánh tràng thì chúng được cụ thể để cho một cân trình lớn 25 tầng thì đây là SSI Group thì về dày tràng bao nhiêu sau khi đi chân phong thì gây tâm tràng nếu có phát sinh cả tạo lỗ mở có tràng cái này thì được như là có thứ nhất là về chi phí. Về chi phí cho một cái vũ tràng thì đây giữa phải gây tâm là một vũ được nếu như mình một thiết kế hay là tôi một hết bao để thiết kế từ một thiết kế một cái hệ số an toàn một cái độ tin cậy với nhau ví dụ như vậy thì đối với sàn thường và sàn VRO thì chúng tôi cũng mạnh dạn nói rằng chúng tôi phải tiết kiệm hơn so với sàn thường là xung quanh khoảng 10%. Cái tiết kiệm này nó không phải giúp bằng là ở mặt cái đấy mà đơn thuần là ở mặt là gì ấy nhỉ? Để cốt pha, để có tiền thi công, vân vân, chứ kể đến việc sử dụng. Nhưng mà đối với sàn dẫn lực, sàn dẫn lực thì cơ bản chứ đối với sàn gì nhỉ? Tôi nhớ là cái hệ số, cái đa số tôi nghĩ là khó. Bởi vì sàn dẫn lực mà đối với công ty thiết kế lớn như Fastly hoặc là tôi quên mất cái lúc mà mình nhận thông tin đó là người biết theo và
và PSA thì cái chất xám họ bỏ ra về cái quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật rồi cái cho họ của họ về nguồn gốc sản phẩm là cũng là một cái thì tôi nghĩ là về cái phần và là có những nhà cung cấp khác cũng như những nhà cung cấp khác ở dài phía trước tới trước họ có những cái điểm về cái tính khoa học làm cho cái khả năng của cái tối tăng lên khi mà cấp cho cái phần cái ý đất của sản phẩm trước thì nhưng tôi tin được hai cái giải pháp công nghệ này thì đến mặt hàng chính thức người khác ăn người khác thì cũng là sản phẩm cạnh tranh thì nó là được nhiều người của chúng tôi cũng như là chúng tôi sẽ hơn cụ thể bao nhiêu trong một bao nhiêu tiền trong một cái công trình lớn hai cái ngành nào có hiệu quả gì em sử dụng gì nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng để thiết kế nó sẽ vào xung quanh và nó phù hợp như và nó nhân công một vật liệu và nó năng cao cái này thì chú đã anh tâm email vào đây người ta chính xác đây là cái gì nó là bao nhiêu nhưng mà cái đó cũng giá cả của chúng tôi từ đây đi đâu bên đây là đi vào bao nhiêu vừa cái này vừa 8 mét thì bao nhiêu chúng tôi vừa thiết kế nó khoảng xung quanh lớn nhỏ không thiết kế thì nó để nhưng mà sẽ vào khoảng 1/30 thì có nghĩa là 9 mét thì khoảng chúng tôi bao nhiêu tăng khi vô sau thì nếu có phát sinh tạo lỗ mở phương tàn thì lúc này thì việc xử lý phương tàn không nếu mà như lúc ấy tôi có trả lời cái đề mình nếu mà lỗ nhỏ thì lỗ lớn thì đến tính được là được này là thế nên cái cấu mà không có lỗ mở phát sinh sau thì tốt hơn rồi nếu cũng như là người hỏi tôi là đơn vị thiết kế về học về thiết kế cũng nghe về vấn đề rất tâm thì thực hiện một cái đơn kế phải thứ nhất là cái impact mà thầy nói là để con chơi đấy thì những người lớn luôn lớn là cái tâm thì tôi nghĩ chờ một cái thứ nghe nói hát như thế đấy mà ở lúc đấy là còn chưa có hoàn thiện gì cả chưa có gì như thế cả tôi khi là cái việc là tôi đưa ra con số chú trọng để cái này đi và có thể nghe cả những gì đó là những cái gì đó chú trọng như thế là Adap và Cruz xem Cruz set phần mềm vẫn thì có phần mềm nào tương ứng không. Câu hỏi thứ nhất thì cũng sẽ trả lời luôn, tất cả luôn, tức là đây là hệ thống, đây là kết cấu và là các bạn hình dung là sàn ô tờ bình thường. Kết cấu thì rất cơ bản, kết cấu đặt thay này, kết cấu đặt tổng, tất cả các loại kết cấu, các phần mềm tính kết cấu đều có thể tính được sàn này. Tất nhiên có một số bài toán thì cần nhận những xử lý riêng một chút. Thì mà tính ra kết cấu, ví dụ như là mô men, lượng võng, cốt thép như nào thì rất là đơn giản. Chúng tôi hiện nay chủ yếu dùng quy tắc, chúng tôi sử dụng quy tắc set và là quy tính công thức chuyên sâu của cái này liên quan đến tính giải hạn của tính tính giải hạn của tính thì cái này hơi chuyên sâu một chút, chúng tôi sử dụng ngay cái tính riêng. Thế chúng tôi thiết kế tính là gì, cái số vận tải công ty sử dụng là bao nhiêu, câu hỏi này chứ là thiết kế thì tôi nói rồi nên là cái cấu bên trong cái thép thì không có gì quá là liên quan đến nhiều công nghệ mới. Cái cấu vận tải công ty sử dụng là bao nhiêu phải chú tải
và cái số người ta chúng tôi đang hơi kiên nhẫn và nếu như mà là sản lượng một chúng tôi vừa phải cạnh tranh về giá, nhưng mà sơ lại phải đảm bảo rằng cái việc mà gọi là phát xuất sự cố xảy ra bằng sự cố so với sản lượng không bị ảnh hưởng đến sản lượng mới. Bởi vì các thầy các cô hay chị biết rồi, nếu như mà sản lượng thường có sự cố một chút, sản phẩm dần thường có sự cố một chút nhất một chút chẳng hạn, như vậy thì người ta cũng coi đó là chuyện gì, chuyện bình thường. Thế nhưng mà sản phẩm mới là nữa, sản phẩm mới nó có vấn đề đấy, thì người ta bảo thế là tạo công việc mới, và người ta cũng chẳng cần quan tâm đến những vấn đề khác. Vì thế chúng tôi luôn là phải là cái hệ số an toàn cao hơn so với sản lượng, tính sản lượng độ bóng dài hạn cao như tính so sánh với độ bóng dài hạn của dòng thì bao nhiêu lần so với dòng dài bóng dài hồi chúng tôi nhiều từ lần chúng tôi đến năm lần số chúng tôi luôn là phải tính phải tâm niệm là mình là cái gì kết cấu làm rẻ thì tốt cái đường nữa cạnh tranh tốt, nhưng mà sự nghiệp của mình là mình làm sao hết đây là đúng không? Và cái câu hỏi hệ số an toàn là bao nhiêu có thể trả lời được, bởi vì mỗi một phương tiện hệ số an toàn là hệ số an toàn. Tại sao kích thước tốt là 38 38, kích thước lớn hơn có thể giảm được khối lượng, bê tông giảm trọng lượng, đi hút vào Lego là 22? Nó hoàn toàn là một câu hỏi rất hay, và chúng tôi đã chúng tôi trải nghiệm, chúng tôi làm bạn lớn, chúng tôi làm bạn nhỏ hơn, và cuối cùng chúng tôi đã tụ lại cái ý nghĩa này. Lớn hơn những thứ nữa thì không sao, nhưng lớn hơn một chút nữa không sao cả. Có thể hiệu quả lớn hơn, có những cơ thể số nó lớn hơn một chút, nhưng mà chúng tôi cũng có là mà chúng tôi vẫn tin cậy vào cái hệ thống mà chúng tôi đang trình bày với các anh chị các bạn xem. Sản phẩm công ty đã có công trình nào được phối hợp với dự án được chưa? Chưa. Câu trả lời nếu mà ngắn gọn là chưa. Bởi vì hôm nay đã được hai cái sản phẩm giải pháp công nghệ mới do một trả lời có một công trình. Còn nếu mà không chọn không thể dùng được sản phẩm thì nên chọn lớn được không đâu, vì thế nó đơn giản và tiết kiệm hơn là chọn cả hai. Nhưng mà còn câu hỏi của vương do phòng chính các phòng chủ đầu tư cấp thì sẽ càng thiếu về thiết kế, tuy nhiên càng gì càng lớn sàn càng dày thì cái thang sẽ càng lớn hoặc càng to. Tuy nhiên đối với sàn như tôi đã trình bày thì cái ý nghĩa ở đây là các vùng có đường kính lớn, vì các đường kính lớn thì nó gì nhỉ, nó rất hạn chế, tức là nó rất khó để thi công. Hay là đường kính lớn mà chúng tôi dùng gọi là đường kính mà chúng tôi dùng lớn từ 18 độ dài. Có câu hỏi của công ty cổ phần đầu tư kỹ lọc của anh nhưng hỏi là tính chịu lực của sàn khoảng vết nó cái đó ít vượt đỉnh lớn. SVRO khi xây bể bơi ở các tầng chung cư của khách sạn diện tích nhỏ nhất là lớn nhất kéo luôn của sản phẩm xây bể bơi thì thực chất mình nói là điều quan trọng nhất là tạo hệ kết cấu. Xây bể bơi thì cái nước mà mình chưa rõ lắm đi quá nhỏ là cái đáy bể bơi. Bể bơi sau khi đầy tải thì lại là xây dựng bài.
thì cũng không có tham vọng là mình để bơi với độ sâu lớn. Tôi đồ rằng nó sẽ vào khoảng độ sâu lưu quỳ của 21 đến 2 nước, thì tôi nghĩ là tải trọng nó vào khoảng 1 tấn 1 tấn 2, kể cả tải trọng bản thân ta không phải là thành cổ bơi thì nó sẽ được ngồi dưới cổ nó dễ, nhưng còn lại thì phần đáy thì nó từ 25 cân thì tổng cộng cái tả cổ bơi nó sẽ là khoảng cái khoảng 7 tấn 8 thì nó cũng vuông. Thì đối với sàn này thì là nó là có thể làm được chiều rộng dày hơn. Ở công ty đã làm nhiều người chơi ăn cái hàng của tôi thì hay có thể trao đổi thêm cái thứ này, nhưng mà với những giải pháp như thế thì không chỉ là mua cả, và ta cũng sẽ phải làm thế nào đó để cái lớp thấy được hơn, thì mong là để sau này cái chuyện lớn nó đỡ tiền bạc nếu có thì bên đâu không thể nào mà không biết được, nhưng mong sẽ còn câu hỏi gì? Khả năng kháng nước của sàn khi có kích thước lớn, diện tích lớn hơn 40m so với sàn bê tông rất thường như thế nào? Nhất là 40m hay 10m đây là câu hỏi. Thì 40m. Khi có cái nước xuyên sàn thì dùng giải pháp gì để sửa chữa? Bô cứng ở tấm xốp, chân đế thể hiện như thế nào để bị cuốn vào lượng của di tông máy đầm và có thể bị bể qua từ mã tổng độ cứng tấm xốp đấy là bao nhiêu? Về cái câu hỏi lớp 40m thì thực sự là với cái chiều cao đó thì phải được với cái gì nhỉ, với cái gì đó thì quá lớn, cái công nghệ tông khuyến cáo là không nên là chứ không phải là SVL. Dạ, không phải là cái gì 40m đâu, nhưng mà cái sàn đó là về ngay như khi mình mở cái mặt cơ độ lớn thì cái điểm tích sàn không được để xảy ra nữa. Thì nó có mất tính năng đúng rồi, nó có mất dạ. Nếu như mà thực sự là cái vấn đề này mà vì là đây là bê tông chất lượng, bê tông có chất thường đổ lại số cho nên cả mọi quy trình quy hạ thi công cũng giống như đổ lại số, nó dài quá thì anh lại phải ngắt ra là đường thi công lúc thi công quan sát xung quanh thì cái chuyện đó thì tôi đã làm 4m thì chúng tôi cứ đổ liền cũng không có vấn đề gì cả, ngoài là Hà Nội 4m chúng tôi cũng đổ liền. Nếu như cảm giác tôi nghĩ là ta làm một cái con sóc xung quanh ở đâu đó các cô với các bạn của anh thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Và khi có cái nứt xuyên sàn thì dùng giải pháp gì để sửa chữa? Cái này nó phụ thuộc rất là nhiều vào gì nhỉ? Vào cái sơ đồ thực tế của kết cấu mà công trình anh quan tâm. Nhưng mà nó mà đã nứt rồi mà không dựa như này thì có thể gia cố được. Nếu mà nứt xuyên sàn mà nó gì nhỉ? Nó là một đường mà có thể gia cố được bằng cách chống lại xong rồi đổ ra đổ bù hoặc là dùng các cái keo khác, tôi nghĩ nó gọi là giải pháp con này. Chứ còn đối với dân kết cấu mà đúng là những điều đấy mà là sửa chữa được thì chúng ta mà cũng không sao nữa, cho nên tôi nghĩ là tránh là cái hình thức. Về độ cứng tấm xốp và chân đế thế nào để được chọn được thi công? Thế trong quy trình thi công chúng tôi cũng có tính sẵn có từ dày 30cm thì tải trọng bê tông kỹ lưỡng và như và chúng tôi tính cả cái con kê bê tông ở dưới chân, chúng tôi tính cả cái tình huống là đổ bê tông tĩnh hay là đổ bê tông chúng tôi tính để sao cho cái quá trình mà thi công nó không có sự cố. Đấy là chúng tôi đều có trong cái thi công cái tài liệu mà công ty đã làm cho những người chủ rất là nhiệt tình. Anh có yên tâm là không có công trình nào bị gãy bị sốt, riêng về sốt chúng ta cứ tưởng sốt này là mềm, không phải. Sốt này nó phụ thuộc vào độ đặc cách của sốt. Nếu như mà tỉ trọng của sốt như cái sốt này các tỉ trọng khoảng 8 kg trên một mét khối thì có thể
Nhưng mà nếu như mà và các anh các chị hoàn toàn có thể đứng lên mà nó không đúng, đương nhiên là không chỉ các chị đi giày cao gót ngọn hơn. Nhưng mà nếu như mà sốt với tỷ trọng vào khoảng 10 cân, 12 cân thì nó rất là nặng. Và nhiều nhà người ta dùng một cái tấm sốt với tỷ trọng lớn hơn, lát ở bên dưới sao không? Lên một lớp thảm lớp bê tông mỏng để hạ nhà ra. Và ở ngoài Hà Nội thì có một số quận nhà là cái giải pháp đấy để tránh nồm vào cái mùa cận Tết, mùa xuân. Một cái đặc sắc của sốt này thì các anh hoàn toàn có thể yên tâm từ nám tiêu ngang trên bộ mét khối trở lên là khi đầm nó bị vỡ. Có một câu hỏi là thi công trong hẻm nhỏ thì bê tông có ảnh hưởng không đến công trình đường? Câu hỏi này thì có cái đáp trọng là các bạn đã có để trao đổi với anh Linh là bê tông của chúng tôi không có gì đặc biệt, chúng tôi bê tông thường và vì thế cho tay hay cho máy cũng được, cho tay hay cho máy cũng được. Chắc là hẻm nhỏ thì không phải công trình lớn, chắc là hẻm nhỏ thì cũng không có gì quá đặc biệt, đây chỗ máy bê tông thủ công mà có gì đặc biệt đối với con người. Cảm ơn con. Đây cũng là một trong những cái hội thảo mà tôi trả lời được nhiều câu hỏi nhất. Quý khách vừa nghe tiến sĩ Mai Hồng Quân trả lời một số câu hỏi của khách mời và đối tác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn là người mới, hãy đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo mỗi khi chúng tôi cập nhật video mới. Chúc sức khỏe và thành công!